Hello, vâng, Đồ Gỗ Công Nhung Ba Đồng Kỵ đấy ạ. Xin kính chào các bác và cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Buổi chiều ngày hôm nay, xưởng Đồ Gỗ Công Nhung Ba Đồng Kỵ xin giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị một bộ bàn ghế mẫu nghê hoàng đế đấy ạ. Nghê hoàng đế, nghê năm đầu, chất liệu gỗ hương đá, kích cỡ cột 14 chân 16, vách tảng liền nguyên tấm các bác nhá. Tất cả là vách tảng tựa lưng đấy ạ, liền nguyên một tấm. Và phần khuôn tranh là dày 5 phân này, mặt ván dày 2 phân. Còn về phần mặt bàn là dày 3 phân. Và toàn bộ chi tiết là hoàn toàn đục thủ công bằng tay, rất là sâu sắc nét. Và bộ sản phẩm này thì Đồ Gỗ Công Nhung đã hoàn thiện xong theo đơn đặt hàng của gia đình anh Lâm, có địa chỉ tại Vân Đồn, Hạ Long, Quảng Ninh. Trong đơn đặt hàng thì anh đặt một bộ bàn ghế, một chiếc kệ, một đôi lục bình, một chiếc đồng hồ. Thì ngày hôm nay Đồ Gỗ Công Nhung đã hoàn thiện xong chi tiết của bộ ghế. Xin trân trọng giới thiệu tổng thể sâu sát bộ sản phẩm này. Kính mời các bác và cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc cùng bớt chút thời gian để tham quan và tham khảo. Đấy, Công Nhung sẽ đi vào đường nét sâu sát nhé. Về form dáng là vanh cong tứ diện, và chi tiết đục là hoàn toàn đục thủ công bằng tay. Đây là cái bàn chính đấy ạ. Và cực kỳ sắc nét các bác nhé. Đấy, nhẵn nhụi tỉ mỉ tí một luôn đấy ạ. Xưởng Đồ Gỗ Công Nhung ba tại làng nghề Đồng Kỵ, đối diện với trường thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Ngoài ra thì Công Nhung có cơ sở Tuyên Quang tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Kính mời các bác là tiện địa chỉ nào về trực tiếp Đồ Gỗ Công Nhung để tham quan và đặt hàng. Tiếp tục đi vào đường nét sâu sát hai chiếc ghế đơn đấy ạ. Cột 14 mà chân 16 góc nhé. Đấy, đục chi tiết tỉ mỉ sâu sát, nhìn rất là đẹp, thực tế đấy ạ. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ trực tiếp đến Đồ Gỗ Công Nhung Ba Đồng Kỵ và Đồ Gỗ Công Nhung Tuyên Quang theo hai số điện thoại là 0916 912 888 hoặc 0988 986 601. Đồ Gỗ Công Nhung có rất nhiều sản phẩm đồ gỗ đẹp các bác nhé. Đây, Công Nhung sẽ xin phép quay toàn bộ đằng sau luôn. Đây, toàn bộ đằng sau này. Nghê hoàng đế, nghê làm đầu, cột 14, chân 16. Hàng đục tay thủ công hai mặt đẹp như nhau. Đấy, vô cùng sắc nét. Sản phẩm này thì giá hơn 100 các bác nhé. Bộ 6 món hơn 100 ạ. Đây, tổng thể đấy ạ. Và tiếp tục là phần vách dài đây, đoạn dài đấy ạ. Toàn bộ cũng là hàng liền nguyên một tấm đấy ạ. Đấy, phần tượng là liền nguyên một tấm, đục sấn lên. Và bản trương là vô cùng cao to nha các bác nhé. Đấy ạ. Một lần nữa xin cảm ơn gia đình anh Lâm đã ủng hộ Đồ Gỗ Công Nhung Ba Đồng Kỵ một loạt sản phẩm ạ. Đây, trong gian trưng bày thì Công Nhung còn rất nhiều các mẫu hoàng gia các bác nhé. Đây, hoàng gia đấy ạ. Hoàng gia liền khối, hoàng gia mặt tràn, đủ các phân khúc. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan thì mình tùy theo điều kiện không gian có thể tham khảo rất là nhiều phân khúc của Đồ Gỗ Công Nhung Ba Đồng Kỵ và Đồ Gỗ Công Nhung Tuyên Quang. Đã. Những bộ hoàng gia liền tấm liền khối, đa số để mộc các bác nhé. Những cái bộ sản phẩm mà phun nên đa số là hàng của khách đã đặt rồi thì Công Nhung mới phun, còn đa số mà để mộc, đa số để mộc ạ. Rất nhiều những bộ hoàng gia liền khối, gỗ gõ đỏ ba chi, gỗ hương đá. Đấy, như bộ sản phẩm này cũng đã có chủ nhân rồi. Một vài ngày tới nữa Công Nhung sẽ bàn giao. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã dành thời gian để tham quan Đồ Gỗ Công Nhung. Xin kính chúc các bác và cô chú anh chị là luôn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, làm ăn may mắn. Xin